Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nó có cái frame màu xanh này thôi. Rồi trước là nhớ nó có rồi. Sao vẫn bình thường vậy chị? Vẫn bình thường không? Ở buổi học trước của chúng ta cũng đang đề cập về cái cảnh bốn cái ý nghĩa của bốn cái sáu vị đại văn giác giữa các bạn chú giải ở trong quý văn giác này bạn phải biết ta giữa cái video trước đó chúng ta đang lên là tại cái tác chiến đã mất tăng rồi phải đáp ứng liên hoàn theo quá chúng ta đang ở đâu ta? Chúng ta đang quá nhiều quá nhiều cái chúng ta đã đâu này? Bảy mươi tám, bảy mươi tám, đây đây. Rồi đúng rồi, tôi về đây là đọc sao. Thì như thế nào? Tức là cái này xong luôn chị, xong rồi hả? Cái đoạn này chúng ta đang đề cập về cái ví dụ điển hình ha, ví dụ trường hợp của trưởng lão Tisadatta, trưởng lão Nagasena và lượng và ngân lan không thể cho Tisadatta phải như là có các sự ra được hiện lộ ra là thành tựu bằng bây giờ là cái gì có giá trị rồi Patisapida cũng xuất khởi nó cũng xuất hiện ha cũng xuất hiện phải như hiện lộ cho Sanyi xuất đẳng quá đây là vì Sanyi được đề cập ở bên số kia có trí tuệ phụ thánh ha cái biển tài và số cái rất là lớn đấy mà sẽ như thế này nó được cái gì đó rồi ông kia hai tí bà đi nhà các thần các thần tí sa bà hát tí sa bà hát tí là sa thì có thể sa bây giờ và cũng như là bốn cái loại trí phân tích này được hiển lộ đó là có cho trường hợp tí sa bà hát là người khi mà trình bày về ý nghĩa của những đoạn kinh điển Pali và được học tập hơn và được nắm giữ. Thank you.
Rồi trong cái đoạn này là Gatapacha, Gatapattan, Panaburiya. Tức là sau khi mà làm tròn cái phật sự Burini, tức là sau khi làm tròn phải như làm đầy đủ, làm tròn những công việc của quá tá, những công việc những phật sự ví dụ như tới lui vân vân, tới lui mình nghĩ rằng tức là trường hợp này nó đề cập đến vị xuất gia nha, nên mình đi tới đi lui mình nghĩ rằng tức là chúng ta nên nhớ rằng cái vị xuất gia, cái công việc mà gọi là quan trọng nhất của ngày đó là gì, không phải quan trọng nhất mà gọi là nó ảnh hưởng nhiều nhất trong ngày đó là gì, đó là cái điều là đi bát. Thì rất thật vậy, vì rằng chính cái điều mà đi bát thì rất là như vậy đó, đó là cái yếu tố mà để duy trì cái mạng sống được tồn tại trong ngày đó. Còn nếu như mà thiếu được thực như vậy đó thì nó vẫn tồn tại nhưng mà nó tồn tại một cách gọi là suy kiệt và không có đủ cái sức mạnh, không có sung lực để thực hành thiện pháp các trọng điểm. Nên là chữ Gata và các cha Gata chúng ta dùng theo nghĩa từ Gata là gì? Tới đúng rồi. Các cha Gata là các cha Gata là từ gì? Bát tí là cái chữ tí nhỉ? Đó là cái việc đi lại mà gọi là bát tí có nghĩa là gì? Thì tôi bát tí đi ngược lại ha. Rồi như thế rồi sau khi mà đã làm xong cái công việc đó là đi bác thực có tâm rồi cái từ là usukabeti tức là an trú này, an trú và nhà thức nhập và như chuyên cần chuyên chú là an trú chuyên chú, chuyên chú là cái một mà lúc nào theo đúng tứ tự anh đua lộ á, tức là tuần tự, tức là an trú tuần tự và cái đề mục tu tập, tức là từ cái giai đoạn mà chuẩn bị vân vân để cho đến lúc gọi là tỉnh tâm tại sao hoặc như là vân vân để rồi ăn cái tan năng wisara bawa patta patisapida năng putta yoga vajrana antona ti như vậy tức là cái gì anh động từ đây tức là nát thí hay là nát thí tức là không có cái sự gì anh to đây chúng ta dùng cái nghĩa tính từ mà nghĩa rằng nó bên trong này tức là không có cái sự mà gọi là thấm nhuần hoặc như là hiện khởi bên trong này. Đối với Upa yoga vajrana bữa trước có đề cập rồi ha, yoga vajra ở trong các hoàn cảnh này chúng ta cũng có thể là áp dụng, tức là anh chỉ là bằng những cái từ là yogi đó, anh chỉ tức là các vị hành giả trước đó đó, Patisamida đang được chia cùng cách với lại yoga chara đang hợp yoga chara. Như vậy chúng ta nói là nắp an toàn nắp thiết là không có cái sự em trú hoặc như không có sự mà thâm nhập đối với các phân tích trí mà đã được chứng đạt với cái đặc tính, tức là bằng cái cách tức là hiện lộ rõ ha, bằng hiện lộ rõ cái gì chờ xíu. Ăn cách ta ăn mình chia cùng cách từ đó tới sáng khi đang ăn và yoga quá cho ăn ăn luôn.
Và ăn cái tánh là quá khứ mà tôi cần ăn cái chất lý nha. Ở đây chúng ta lại có chuyện đặc thí. Cái gì kia là xin chúng ta qua bên phần bên này không? Adi gambo, toko teror apa itu? Gambo kita. Kita masak. Ada jalan kita. Bisa tidak? Kalau aku tak bisa buat apa itu? Makin ada anak bisa bidang apa beda mana? Babero, babero nila. Và để đặt sáng ở phía dưới nè. Các bạn để ý này, tức là sau khi mà làm những công việc đó xong rồi, vị đó an trú tuần tự và cái đợt một của tu tập, cái đợt thiền đấy, nhưng mà không thể thâm nhập vào bên trong, tức là không thể thâm nhập vào an tu lắc thiết, tức là không có bên trong, tức là nội tại ở bên trong nội tâm, tức là không có được đối với gì, tức là không có được đối với bốn cái phân tích trí nha. Bằng cái tính cách là hiển lộ mà Wisadapava là cái tình trạng gọi là hiển lộ, hiển rõ ra rồi. Bát tá ở đây là từ cái động từ Bhavunati, đó là bốn cái phân tích trí đạt được bằng cách hiển lộ đối với hành giả mà trước đó. Các bạn trên là cái chữ mà bút bá yoga charana là sử dụng nghĩa gì? Cái trên đó bữa sư dịch là từ sự thực hành và liên hệ trước đó. Dạ, nó lớn lên vậy. Cô nói lại. Dạ, bữa sư dịch là từ sự thực hành liên hệ trước đó. Dạ. Dạ. Chúng ta lại thêm cái từ mà ta tăng ở đây, ta cách ta năng này đây. Nếu không ta cách ta năng như vậy là ổn rồi, không có ta cách ta năng nữa. Tăng này là có vấn đề nha. Cái
Cái này chúng ta tạm để đó, cái từ Agatha anh chúng ta đọc số phía dưới nè, vì rằng trong phần thứ nhỏ nó không có đề cập thêm nữa, nó còn tức là muốn nó đi ra không đề cập thêm cái từ Agatha này. Tại vì sao? Vì rằng ở đây nhưng mà còn ha, còn cái gì, còn đối với những người nè, còn đối với những hành giả mà trước đó thì bốn cái đấy sẽ đi ra mất giá, nó không có được hiện lộ bên trong. Anton đã thấy không được hiện lộ bên trong. Sau khi mà người làm là không, sau khi mà đã làm xong những cái phận sự ha, làm xong những cái phận sự là đi tới đi lui là lớn nhỏ như vậy rồi, rồi nó nữa. Tức là cái gì? Anh chú cho cái này này được. Chúng ta bỏ để cái từ ăn cái này xuống với cái đoạn phía này. Ete subhanak karma estu pariyati savana parichati imani tini paderas deva palava karnani upayogo adinamasta palava palava deyo paderasa paderasa hoti na hoti ti hoti na parakatha pariyati savana upayogo mawa upayogi na upayogiwa etranicha sankhara amina sapina bhakti ine bana dveti ekato kupo apasapi upathambe twa visada priti ente so karane so tara trong trong gì trong năm trong các lý do ấy nè, chúng ta có những lý do đúng rồi, cho năm năm cái nguyên nhân hoặc năm lý do đó là năm nguyên nhân đó. Pariyati savannang paribuccha imanitini, chủ từ sẽ là imanitini ha, tức là ba trong số năm cái lý do đó, tức là pariyati savannang và paribuccha, năm nguyên nhân mà có thể phát khởi lên bốn cái trí phân tích ha. Pariyati là học pháp savannang, tức là lắng nghe pháp, paribuccha có nghĩa là gì, nói về ý nghĩa của kinh điển hay nói về cái nghĩa atthakatha đó, để giải thích atthakatha. Thì ba trong năm cái lý do đó, đó thì như thế nào? Balaka, sự là balawa, balawa là tính từ nha, mang nghĩa là trọng yếu, là mạnh. Karanani là ba cái lý do trọng yếu đối với cái gì? Đối với cái việc mở chia sẻ phân tích. Cái đầu tức là cái gì? Arigamo nha. Arigamo tức là sự chứng đạt nha. Sự chứng đạt ở đây chỉ tức là đạo quả A-la-hán, tức là đạt thành tựu rồi. Ở đây là không có giải thích cho em từ mà gọi là cho cái từ gọi là bất tài dùng là theo rắn rồi. Rồi chúng ta có cái nghĩa đó nè, cái bị nha mọi người nhìn các bạn ha. Ở đây thì chúng ta coi tiếp đi, được nhiều hay nhiều. Chúng ta có năm cái năm lý do, năm karane ipatisampi dawisara hoti, tức là các phân tích trí này sẽ có, tức là sẽ được hiện lộ nhờ vào năm lý do. Năm lý do nào đó hả? Như thế nào là năm lý do để bốn phân tích trí được hiện lộ?
đây nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái việc chứng đạt, nhờ vào học pháp, nhờ vào lắng nghe và nhờ vào hỏi. Ở đây chúng ta dùng cái nghĩa theo gì chú giải, nó nghĩa là gì? Không phải vấn đáp mà là giảng giải, trình bày khía cạnh ý nghĩa dựa theo Atthakatha nha. Paribhuta viết rất là dựa theo Atthakatha. Hôm qua chúng ta có đề cập đến đấy. Nhưng mà cái bút pháp yoga ở đây trong cái phần giải thích vẫn chưa được rõ đây nè. Chị để ý đây nè. Mình nhìn ở đây nè. Bút pháp yoga nè. Nama bút pháp yoga vajrata atitapa atitapa ve harana pachya harana pachya harana jina parikahita kamathana ta bút pháp yoga vajrata iti pati sambhida visarahoti. Bút pháp yoga đối với người mà đã tu trước đó à. Như vậy ở đây là bút bá yoga trong cái phần định nghĩa này, bút bá yoga nam bá bút bá yoga có cho ra là cái ở đây là yoga có cho ra ta đây là danh từ nhưng mà nghĩa là cái tình trạng, cái trạng thái gọi là cái gì thực hành trước đó. Yoga chara cái gì là yogi đó à, tức là người thực hành. Mà yoga chara có phải chỉ là cái sự thực hành trước đó. Bất ba yoga em chỉ là cái việc mà tu tập trước đó, mà ati ta bao nhiêu tức là trong những cái đời trước đó. Karana pachya karana sự mang ở đây chúng ta phải hiểu là mang cái gì, tức là cầm bát đi cầm bát về, karana và pachya karana nha, tức là ôm bát đi cất thực. Ở đây phía dưới đề cập đến là sang mang nghĩa là cầm bát đi cầm bát về. Parikahita kamathana rồi cái tình trạng tức là an trú vào cái đề mục, hoặc như là cái đề mục hành thiền đã được nắm giữ, đã được thực hành. Bất bá vô ngã trong trường hợp này tức là cái gì? Tức là cái sự thực hành trước đó mang nghĩa rằng tức là cái việc mà an, tức là cái đề mục thiền đã được an trú sau khi mà gọi là ôm bát đi thức và ôm bát về ha. Như vậy đó, thật vậy Patisamida sẽ được hiển lộ cho các người đã lên từng tu tập trước đó rồi. Như vậy chúng ta dùng cái nghĩa bút bá yoga quá chá đó, tức là anh chỉ là người đã từng tu tập trước đó nha, tức là trong đời sống quá khứ ati tát phá quê nè, trong những cái kiếp sống trước đã từng tu tập để học thiền như vậy. Nhưng mà phía dưới này chúng ta lại coi này, nó là natthi anto, đúng không? Phía trên đó là cái gì? Người đó đó sau khi mà làm công việc của mình, tức là ôm bát đi cất thực, rồi ôm bát trở về, rồi bắt đầu là ăn trước và bắt đầu parikahita kamathana, rồi sau đó là bắt đầu là bốn cái công đức trí sẽ được hiện lộ. Nhưng mà phía dưới thì chúng ta đề cập đến là cái gì? Tức là sau khi làm tròn cái phần sự là đi bát và đi cất thực, rồi bắt đầu đó là thâm nhập hoặc như là an trú vào cái đề mục thì mà là cách tuần tự như vậy, nhưng mà lại không có bên trong hả? Tức là mang nghĩa là tức là không có thâm nhập đối với, tức là không có phát khởi ở bên trong đối với bốn cái loại phân tích trí này, và cái hình thức là hiển lộ một cách rõ ràng đối với vị hành giả đã từng tu tập trước đó. Nhưng mà chúng ta còn cái Agatang nữa. Agatang này chúng ta hiểu là đối với vị hành giả đã từng tu tập trước đó mà trở lui lại thì không có
nó hơi mơ hồ chỗ này ha. Cái chỗ trong bản giải như là đúng vậy, đạt thông này không phải thành tựu tu tiến đề mục thiền nào cả, mà thành tựu do liên hệ đời trước và do đạt thánh quả. Thì cái liên hệ đời trước nó sẽ gồm năm cái đó: đa văn, rồi nắm giữ kinh điển, nghe pháp, học hỏi pháp lại, không thọ nhân quả. Chị đọc lại. Bốn tuệ đạt thông này không phải thành tựu tu tiến đề mục thiền nào cả, mà thành tựu do hai lý do là liên hệ đời trước và do đạt đến thánh quả. Sự liên hệ đời trước nghĩa là một người đã tinh tấn trong thời chư Phật quá khứ, đạt được sự đa văn, ba hướng sách chăng, nắm vững kinh điển, agamo hay pháp học là có lý giác tiến, xin nghe pháp là sáu quán năng, thích học hỏi bá thí bức cha, thông thạo ngôn ngữ, đê xá ta xa. Có những bố tình như là không phải là do tu tiến để một thiền, mà do hai cái sự là liên hệ đường trước với do đạt thánh quả mà có. Không, nhưng mà trên đây này, giữa cái vali đây này, sau khi giải thích cái bút bá vô vô rồi, rồi cái chấm phẩy đây mới thực vậy này, bốn cái đặc trí này được hiển lộ rõ ràng đối với người mà bạn... hiểu không? À, cái sự tu tập đó nó là giống như là thường cận y nhiên, giống như là tu tiến bằng cái này thì nữa. Câu trên này đó, chúng ta đều sử dụng cái gì? Bức ba vô ra quá chá ra ta, gọi là danh từ này, và cũng như cái mắt tha na ta. Tức là sự thực hành trước đó, và cũng như là đề mục thiền mà đã được an trú. Với cái việc đó là đi tới đi lui, ta đã hoàn tất rồi. Cho nên là bốn Patisampada này sẽ được hiển lộ cho cái việc mà đã từng tu tập trước đó. Nhưng mà phía dưới này là phủ định một cái. Như vậy có hai cái vấn đề, một là Agata Nang, hai là Anto nha. Có hai cái vấn đề này. Không, Agata Nang thì được rồi, với là cái nó thấy. Có hai cái vấn đề này. Và chúng ta coi kế tiếp ở đây. Tức là trong năm cái lý do đó thì ba cái lý do này ha, là ba lý do chính yếu trong sự phân tích. Ở đây có sự bắp bê đá này. Ở đây bắp bê đá được gọi là bắp bê đá. Nó nghĩa rằng là cái gì? Bắp bê đô là nam á. Bắp bê hi adikatana. Adikatana bắp bê samidana. Bắp bê đá nó là nam. Tức là sự chia sẻ phân tích đối với bốn cái phân tích trí mà đã đạt chứng đạt nhờ vào thánh đạo. Ở đây mắc ghê ý, tức là nhờ vào các thánh đạo này. Vì rằng bữa trước chúng ta có học rồi, nó có hai cái tha ná này. Cho bậc mà gọi là bậc vô học và bậc hữu học đều có thể chứng đạt, đều có thể có được bốn cái khía cạnh, bốn cái trí đạt thông này. Sẽ là bốn cái phân tích trí này. Thế là ở đây dùng cái từ mà mắc ghê ý này. Tức là với các thánh đạo, từ gọi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Adigamo. Adigamo là cái tiếp đúng không? Buổi trước này, sẽ có nói cái này chưa ta? Chưa có nói cái này không? Ừ. Rồi, ok. Adigamo, Adigamo. Cái này như là cái đoạn trên này. Đoạn trên cũng chưa. Adigamo. Bên đây rồi mình ở đâu đây? Xuống bên đây đăng. Phân loại tất cả.
Nếu mà đã đi Nam Mô thì là trích ra từ đây. Nhà này xuống nhà này xuống nhà này. Ta bị rồi, hầu như mà thế này là tít sắp thế rồi, ta bị trở lại tít sắp thế ra rồi. Thì nó nằm cho như ở dưới rồi, tại vì ta đã biết chạy ra dưới đây rồi. Sắp đặt nhà này, sắp đặt cái nhà này, sắp đặt cái nhà này. Sắp đặt cái nhà này. Sắp đặt cái nhà này, nhà này xuống nhà này. Là chú giải tới đây rồi. Rồi ta đi ngang ngồi. Chào. Chúng ta đi chúng ta đọc đọc cái này đi. Đọc cái phần văn của Latika của quý bạn gái nha. Bề rô, các bề rô. Các bề rô chúng ta có thể dùng như các bề rô chỗ này. Để bắt bề đăng này. Bắt bề rô. 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 Như vậy thì là cái gì? Bốn bát sa vidha này được phân ra làm cái gì? Phân thành hai cái nơi đó là. Và cũng như là cái gì? Phân thành hai nơi đó này. Rồi hai nơi trong cái là cái gì chúng ta về đó ta về là cái trang trí đó nè là được chia sẻ phân tích rồi này nói vậy thôi à không nghĩa ta về đó ở đây tên là ta về đang cái mang năng tên là sự chia sẻ ha sự chia sẻ về bốn phân tích trí mà đã đạt được nhờ vào thánh đạo nhờ vào các thánh đạo rồi ani ca mô đây trong trường hợp này tên nghĩa là gì tề hi pa ti la mô tas ma so lu ca ta ro ta về ro ca ba qua gia rô đã tập bồ được gọi ta đi ra mô tức là sự chứng đạt ta đi ra mô tức là sự chứng đạt bởi gì sự chứng đạt với những cái trí ấy hả tê ý ở đây chỉ tức là ta đi sang ra đó những bốn loại trí ấy solo của ta rô nó thuộc về siêu thế sự phân loại này nó cần phải được hiểu. Nó nằm ở dưới này. Ừ.
các vị nhìn lên đây này. Tề thì tí cái đoạn chúng ta mới vừa đọc này, giờ đoạn đầu mới vừa đọc ta nói luôn cái đó đi nhở. Tề Adigamo này, ở đây tức là cái gì? Sự chứng đạt với những cái, với những cái ấy ở đây, cái mà anotika, anotika ha, tôi đề cập đó là nghĩa mắc kế. Tề ý ở đây tức là chỉ là mắc kế ý nè, tức là với sự chứng đạt và các đạo ấy, à, các đạo ấy, các tâm thánh đạo ấy ha. Rồi Basma là do vậy đó, solo petro thuộc về siêu thế, đúng không? Nó thuộc về siêu thế. Rồi Babedo, cái sự phân loại này cần phải được biết là thuộc về dục giới. Em có hiểu đúng không? Chúng ta đọc qua bên này. Cái này Anutika nha. Ở đây được gọi là Patilabo. Ở đây nè, Patilabo có nghĩa là gì? Nama Tupayoga Sampatiya Tathani Vishayasa Sammohasa Samuchina Nang Nangbana Bhakya Kitya Mewati Ahat Soro Roti. Được gọi là Patilabo tức là chính đạt với những cái điều ấy, tức là chính đạt với những đạo ấy nha. Tức là bốn cái thanh trí này đạt được là nhờ vào bốn đạo ấy. Ở đây trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là cái gì? Samuchinda năng tức là sự đoạn trừ cái gì? Sự đoạn trừ đối với cái Sammoha là si ám hả? Sammoha, Sammoha tức là xá cộng với, xá cộng với Moha nhỉ? Sammoha, Sammoha tức là sự, sự si mờ, tức là sự đoạn tận, sự si mờ về những cái cảnh, tức là gì? Về cái cảnh tức là attha adi nè, về những cái phạm trù, có nghĩa về nghĩa, về pháp vân vân. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào sự thành tựu, cái việc mình liên quan đến trước đó, mang nghĩa là tức là nhờ vào cái việc mà tu tập trước đó nè. Tăng ba năm mắc cá kiết chăn, ở đây là mắc cá kiết chăn còn tiêu quá nè, tức là với cái phận sự của đạo, cái phận sự của đạo ấy nè, cho nên mới nói rằng lô solo có taro. Rồi như vậy trong cái phần mà Mulatika mà chúng ta đề cập đến nó là cái gì? Ở đây tức là cái gì? Tức là Adigamo ha, tức là hồi nãy chúng ta đề cập đến là những cái lý do, sẽ là có những cái nguyên nhân để đạt được đó. Cái nguyên nhân mà có thể là do sự chứng đạt. Chứng đạt ở đây tức là sự chứng đạt đối với những cái đạo nè. Do vậy nó mới thuộc về Lokottara. Chứng đạo ở đây tức là chứng đạt nhờ vào cái việc mà tu tập trước đó hả? Khi mà nó làm cái phận sự, khi mà sát na tâm đạo và khởi sanh lên làm cái phận sự, tức là sát trừ cái phiền não, ở đây có thể là cái si ám, thì ngay lúc đó bốn thanh trí được thành tựu ngay đó. Vì rằng xóa mờ đi cái gì? Xóa mờ đi cái sự si ám đối với về nghĩa, về pháp, những phạm trù Visayasa là phạm trù về nghĩa, về pháp tâm hơn, là thấu triệt đó. Cho nên mới được gọi là nó thuộc về siêu thế. Còn mà bác bê luôn, cam bác quá cho rồi, đây chúng ta coi này. Athadi nam bác bê đá tù, thách bà quá nát, bác bác thà bà nà, giá thà ra hàng, bà rít tà cú sá lá, bác hà kỳ rít giá chít tà bác sá. Tức là được gọi là cái gì? Được gọi là phân loại. Được gọi là sách chi cho nên nghĩa pháp của mình. Từ cái sự mà phân chia về nghĩa về pháp thì chúng ta có cái sanh lắc khá ná. Bữa trước chúng ta có đề cập rồi, sanh lắc khá ná là gì? Là nhận thức, đúng không? Bí bà quá ná có nghĩa là gì? Bí bà quá ná có nghĩa là sự giải thích nha. Vô bát thà ná tức là sự phân tích. Giá thà ra hàng tức là trạng tượng, nghĩa là đúng đắn. Parita kusala tức là với tâm đại thiện thấp nè. Maha Parita kusala.
Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là kusala baha kriya cittavasena hoti. Chúng ta hoti đấy hả? Tức là trong đó là đã được nói rằng là có cái gì? Có tâm thiện và tâm tốt. À, như vậy đó, dẫu rằng cái này là nó thuộc về phạm trù gì, nó thuộc về phạm trù luôn có ta lá. Tuy nhiên, trong cái tờ bình nhật như vậy đó, thì các vị cho dù hữu học hoặc như là các vị mà vô học, các vị hữu học thì vẫn sử dụng tâm gì? Tâm đại diện nha. Các bộ vô học sử dụng tâm gì? Tâm Maha Kriya. Cho nên đó, thì nó vẫn sử dụng, nó vẫn có cái tâm mà nó là Kusala và Maha Kriya và Parita là bị giới hạn lại. À, vậy. Con hi thiểu thì nó khác. Thôi thôi, 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 để chứng đắc thì đồng nghĩa lúc đó vị đó thành tựu về bốn cái phân tích trí này. Thì trong cái tình nhận như vậy đó thì các vị đó vẫn sử dụng trong vấn đề gọi là suy xét và phân tích giải như này. Cho nên cái tâm mà cái là cái tâm kusala mahakriya này nó vẫn khởi sanh lại một cách đúng đắn như vậy là như thật này. Cho nên mới được gọi là bambino kamavacharo. Như vậy cái sự phân loại này đó là nó vẫn thuộc về trong tổ dụng nha, vì rằng các vị đó vẫn phải khởi sanh lên được. Chúng ta quay ngược lại đây. Và cái tiếp là giác thà. Adigamasa pala vapachayo. Ở đâu này? Rồi. Trước khi mà đi quanh nát, bánh nát tất hà, chúng ta có cái này. Ừ. Hồi nãy đó là trong gì? Trong năm cái lý do đó nè. Ở đây chúng ta đang ở Atthana nha. Hôm nay đang trở về với con thầy Atthana. Tức là trong năm cái lý do đó thì có ba cái lý do này đã được gọi là chánh yếu nè. Đối với cái sự phân loại. Pupayogo Adikamasa Palapanyo. Cái sự liên hệ đến trước đây nó nghĩa rằng tức là cái gì mà tu tập trước đó, đó trong đời sống quá khứ đó. Palapanyo là cái yếu, là cái duyên, là cái điều kiện chính yếu nè. Là điều kiện chứng yếu cho cái sự chứng đắc, cho cái sự chứng đắc. Adikamasa Pabedasa Hoti Na Hoti đi. Ở đây hô tí và ná hô tí có hoặc không có cái gì? Có hoặc không có điều kiện chánh yếu hả? Chúng ta sử dụng là bá la quá bách chế vô luôn đó. Thuộc về sự tu tập trước đó. Cái phần trên đó là cái gì? Cái dấu phẩy, nó có dấu phẩy đúng không? Bất bá vô vô adigamasa bá la quá bách chế vô hả? Tức là sự tu tập trước đó, đó là cái điều kiện chính yếu cho cái sự chứng đạt. Nhưng mà có phải là có hay không có cái điều kiện chính yếu về cái sự phân loại hay không? Tức là khi phân loại đó có cần phải đề cập đến cái vấn đề khía cạnh đó là nguyên nhân chính yếu hay không? Thì khô tí là có. Napanapatha Tatha tức là nhưng không giống như vậy. Có nhưng mà nhưng không giống như vậy.
Rồi kế tiếp Pariyatti Savana Pribuchahi Upbehonti Wa Mawa. Tức là cái lý do mà về ví dụ như về pháp học, về lắng nghe pháp, về trình bày về Atthakatha. Thật sự đó là ta còn tiếp luôn. Upa yoga na phúc đề chi quá đề ta ra hít chắc sakara. Samma sanamina pati sambida na malati. Vina đây có nghĩa là gì? Vina là không có hả? Hoặc như ngoại trừ. Không có bốn loại trí ngoại trừ sankhara sammasana. Sankhara là tất cả sankhara còn sammasana là sammasana là sự thấu triệt. Sankhara chủ nhân là dùng nghĩa là cái trạng thái, cái điều kiện được. Mà chúng ta có một loại là chê quá e tara ít chát, tức là chát còn yêu quá hả? Upayogi tức là với cái sự mà tu tập trước đó. Với cái sự tu tập này nè, như vậy chúng ta có là bút bê là chán, kia ta đã hít chán, bút bê là trước đây nè, kia ta đã hít và ngay cả bây giờ, trước đây hoặc ngay bây giờ. Như vậy tức là không có phân tích, không có trí phân tích, không có trí phân tích ha, không có trí phân tích với cái sự tu tập trước, với sự tu tập trước đó là không có cái trí phân tích ngoại trừ, trừ phi mà cái việc mà thấu triệt cách hành về quá khứ hoặc hiện tại. Chị đưa cái đoạn này thôi, đưa cái quyển thôi để nó biết.
Em quý sư đi bắt nghe đúng không? Đạo, thì chờ xíu. Có chỗ nào mà nói tới đây? Quý sư đi bắt nghe, đây là tập chi đúng không? Em sẽ tiếp tục thức lạc. Chờ xíu hả, chúng ta vô ghế để coi cái cách trình bày này là lấy ra từ đâu đây nhỉ? Thì dựa theo cái Pali mà chúng ta đọc hồi nãy là không có cái đoạn này. Chúng ta vô ghế đó. Vô ghế. Bất cứ sao khi đang mặc cái này, chúng ta vô ghế. Rồi như vậy tức là bốn cái phân tích trí này ha, được phân loại ở hai cái nơi, à, tức là hữu học và vô học. Thì ở đây đó, hữu học ở đây sao anh chị, vô học ở đây anh chị tức là các vị tối thượng tinh văn cũng như là đại tinh văn. Còn tôn giả Ananda, tôn giả Ananda là gia chủ chích tá cũng như là thiện nam là đăng ký khác cũng như là thiện nam quốc ba lý cũng như là cần xử nữ tức là quốc trích ta ra nhỉ. Thì sẽ khi bốn cái nhân tức là thuộc về tầm phu, à, thuộc về hữu học. Thì còn đi xuống bốn miền xuống có thể là cái chỗ cái chân thì vô cái chia ta đi gặp mẹ đi gặp mẹ là bây giờ đi nhà sao về là bây giờ chết á. Rồi cái câu này như vậy trong hai cái phạm trù này, trong hai cái nơi này, khi mà nó phân loại thành hai nơi này thì như thế nào? Ở đây là chia ta, tức là chá cộng chia ta, chá cộng chia ta, chia ta là chia cùng cách bất chấp, bất chấp đi dạng. Vậy nằm cái nhờ chia ta bởi 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0. Ở đây Eta adiga mena pariyatti yasa sevanena prabhuchaya tukta yogena jati inehi tatya. Và hơn nữa tức là cái gì nó được hiện lộ nhờ vào năm lý do này, là liệt kê ra năm cái loại adiga mena. Adiga mô tức là ratapati priyati nama buddhavasanam. Priyati tức là anh chị tức là pariya bunanang. Pariya bunanang nghĩa là tức là sự mà thọ trì học tập về những cái lời dạy Phật ngôn nha. Sau đó nâng nam bác sát cách chặt điên các toàn. Tức là lắng nghe kinh điển một cách cẩn trọng ha. Là mà sau đó nâng có nghĩa là cái gì? Tức là lắng nghe pháp sau khi mà đã
Ấp thiền ở đây anh chị là kinh điển đó hả? Sau khi chị đã lắng nghe một cách kính cẩn. Rồi ở đây Maricucha tức là Pali Atakatha Disu Ganti Padak Atapadak Vinicaya Katha cũng giống như các bạn phía trong luôn. Puta Yoga Nama Puta Buddha Nasasane Katha Anolo Vutarapu Samipan Vipassana Yoga. Rồi ở đây là Puta Yoga, ở đây được gặp được cái gì? Ở đây tức là cái giai đoạn mà hơn là gần đạt đến là Anolo Mai và Vutarapu giống như bát sát kia mà cái bằng ra các bạn có thể gặp đến nhỉ. Tức là trong cái thời mà giáo pháp của chư Phật quá của chư Phật quá khứ như vậy đó, thì vị đó như thế nào đã đạt đến được cái trình độ nhờ và cũng là tu tập hả quý bác sĩ đó và đạt đến là Anuloma và Vutarapu, hai cái trí mà phía sau gọi là bát giác và phá lán nhỉ. Thì bát giác tá bát gia giác tít cá bao quyền đó nhờ, tức là với cái việc mà gọi là với cái sự mà gọi là đi tới Anuloma, nghĩa là tức là với hoàn tất cái công việc đó rồi, công việc mà đi có thực rồi, nhờ vào đó cho nên thì đó cái hành thiền thì điểm đến gọi là chỉ là hai cái này ta quá Vipassana ví dụ vô, do vậy mới được hỏi là liên hệ đến Vipassana. Có ta yoga và hút sạch chân và hút sạch chân nam á ra mô nam mô Paragucha Adina mô sô tạp mô Gavo Sanito, Vita Sapati, Tata Buddha Rekhita Bukku, Yoganikya Adigama Manikya Nisaya Tati Sakhida Vahunati. Ở đây đó là chữ Phật chánh là chánh giác, chữ vị độc giác cũng như là Bukta Yoganikya Vahunati Adigama Manikya Nisaya Tati Sakhida. Tức là các vị đó đã thành tựu là bốn cái, Vahunati là đạt được bốn cái nhất, bốn cái trí phân tích nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái việc mà tu tập trước đó và cũng như cái việc mà chứng đạt. Savaka sabbani ketani karanani. Còn các vị thanh văn đó thì như thế nào? Thì nhờ vào các lý do ấy, tất cả các lý do ấy, riêng đó, chư Phật ha, chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác và cũng như hai vị đó, chư Phật độc giác và chư Phật chánh đẳng giác và chư Phật độc giác, thì các vị đó thành tựu Bát-xá-bi-đa nhờ vào hai cái cảnh đó, là một về cái vấn đề là trao dồi. Trao dồi nó nghĩa là tu tập ở trước đó nè. Hoặc như là ngay chính là cái giai đoạn mà gọi là vị đó thành tựu cái quả vị mà Phật quả hả. Còn riêng đối với người vị sau quá cá đó thì cả năm lý do luôn, cả năm lý do luôn là bao gồm cả chứng đạt, cả bao gồm luôn cả cái cảnh đó là nghe pháp cũng có thể thành tựu nha. Ví dụ như bậc thánh Samanera đó, gọi là cái gì Sakama Samanera đó hả, là thành tựu nha, cái vấn đề đó. Hoặc như trường hợp cái ngài Tích Sắc Thiên Ráng như vậy, sau khi ngài chứng đạt rồi bắt đầu ngài mới học tâm tạng cũng thành tựu sau đó mới học như vậy. Patisamida Patisamida Patiyaya Patiyekko Patiyekko Kamathana Vana Vuyogo Namanakhi. Ở đây là ba tí giết cô, tức là tính tự nha, từ ba tí nó cũng giống như là ba tí cá như vậy đó, anh chỉ là một mình đơn lẻ, tức là không có cái gì, không có cái sự liên hệ đến, không có cái sự mà gọi là liên hệ đến cái việc mà là tu tập mà đề mục mà một đơn lẻ ha. Patisambhida Patiya, với cái sự chứng đạt mà Patisambhida thì không có thể thành tựu nhờ vào vấn đề là tu tập mà các bác thay nó đơn giản không thôi. Mà nghĩ rằng đó là với cái sự mà chứng đạt Pati là sự chứng đạt, với cái sự chứng đạt và Patisambhida thì không có thể mà thành, là không thể có hả? Chỉ với cái việc mà nó là tu tập để một cách đơn giản không thôi. Để ngay khi tu tập như vậy là chưa có thành tựu. Chỉ có chứng thiền thôi, đề mục chỉ có chứng thiền. Chỉ chuẩn là những người trong tập đề mục thiền vô vô ở phía sau. Cô ta vô vô ở phía này.
Bài này liên hệ đến mình xét. Liên hệ đến mình xét rồi. Rồi kế tiếp là Sikkhana Panam Sikkhapa Khantika Sikkhana Sikkhapa Naika Patisabhida Hoati. Tức là có cái sự chứng đạt Patisabhida, có những sự chứng đạt 4 thân trí đối với các vật mà nó là khổ học. Sikkhapa Naika Patisabhida, khi mà được giải thoát, khi là bậc mà giải thoát, khi mà đạt đến cái quả vị giải thoát là khổ học. Đối với các bậc mà vô học đó, thì khi mà thành tựu các quả vị giải thoát của bậc vô học, ta tha các tam năng ít ta sa ta na ni vi ya ariya na ariya pa le le va ta sa vi da ít chan vi ti im ma ta sa vi da san da nha phật tăng cho tôi sa vi da cái gì mà cho tôi nhận. Như vậy là ba sa vi da là bốn cái phần tư trí này. Bốn phân tích trí này ở đây chúng ta là ít chăn ti tí nè, cái chi bộ cái chi cung cấp là Patisamhita này, các phân tích trí này được thành tựu hả, được thành tựu nhờ vào thánh quả hả, nhờ vào cái thánh quả của chư vị thánh nhân như là Đức Như Lai, Đức Phật Độ Giác. Như vậy cái này là nãy nha. Ở đây đó là bốn tuổi đang không không thành tựu đều một thiền nào cả mà thành tựu do liên hệ đời trước. Cái này là chỉ giới hạn là hai vị chắc là chánh giác với lại bất phật độ giác thôi nha. Còn chư vị thánh văn đó là đều thành tựu được nhờ năm cái pháp đó luôn. Dạ. Nhưng mà cái câu này tức là cái gì? Với cái sự chứng đạt của Patisamhita là không thể có cái việc gì không phải, tức là không phải là chỉ với cái vấn đề là hành thiền một cách đơn lẻ không thôi, không phải là vấn đề hành thiền một cách đơn lẻ không thôi, mà đòi hỏi gì nó liên hệ đến cái gì, ba yoga tức là sự tu tập đó là cái nền tảng trong cái việc mình trau dồi. Thứ nữa tức là Patisamhita có thể thành tựu là do lúc mà chứng đạt hoặc có thể sau khi mà chứng đạt quả vị a la hán, nhưng mà với cái vấn đề là học bát giác ý vẫn có thể thành tựu được Patisamhita. Đấy. Rồi quay lại việc của mình. Cái này là không ai có không ổn cái này trong đoạn Visuddhi Mắt Giá mới vừa mời cho các vị Visuddhi Mắt Giá. Visuddhi Mắt Giá các vị đã đọc cái đó là cái bên này. Bên nhà Bùi Mỹ hả? Bùi đó. Đoạn bao nhiêu? Đoạn 429 hả? The battery is low. Please to charge. Không, sạc thì không nói được. Rồi sau đó bình thường cái việc vẫn nghe đúng không? Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề của chúng ta là cái gì? Cái vấn đề hồi nãy chúng ta là cái gì? Là cái chữ Agata năng và nó thấy nha. Thấy chưa? Nó chả giải quyết gì được cái vấn đề nào cả. Vì rằng cái đoạn này các vị để ý này nè, cái đoạn phía trên khẳng định rất là rõ. Rõ là bởi vì cái gì? Tức là sau khi làm như vậy rồi, sau khi an trú vào được một thiền ha, tức là đạt đến cái gì đó, anuloma hoặc gotarafu đó, cái đoạn này như phía trên chúng ta có giải thích rồi không? Ở đâu đó là trong cái đoạn nào có giải thích cái đoạn này rồi đấy? Đúng rồi, cũng chả biết là Mahatika hay là Anutika nữa. Bồ đi. Đồ mát chúng em có này. Có luôn, không có trẻ đi đồ trong Atta. Trong Atta ra.
Máy nó cũng hết pin luôn rồi. No battery. Unit plug in. Yeah. Các vị trong Zoom còn nghe không? Dạ nghe từ từ. Chỗ nào cơ ta? Tiếp tục bôi đỏ. Bôi đỏ, tiếp tục bôi đỏ. Dạ. Cái đoạn rắc rối dưới đây. Bây giờ vô Adigamasa. Đúng không? Adigamasa bảo vô. Đoạn rắc rối đó. Nhưng không phải giống như vậy. Chắc là đi cho massage. Nhưng không phải giống như vậy là như thế nào? Ở đây tức là yatha adigamassa pala paccayo hoti natatha mabirasati atho idani priyati dan priyati yadi nang adigamassa pala wa paccayatta bawang tubayo gasaccha talas pala wa paccayatta nasento priyati sau wana perbuchahi hi hi da hi hi ti da ari maha được gọi là nhưng không phải vậy, nhưng không giống như vậy hả? Và nó mang nghĩa là tức là gì? Ô ti pa la pa chi yo tức là duyên, là cái điều kiện chính yếu và là quá mạnh hả cho cái sự mà chứng đạt, tức là cái điều giống như cái điều nào hả? Cái điều nào đó mà là duyên cho cái sự chứng đạt đó, thì nó không có giống theo cái nghĩa mà phân tích như vậy. Idan di pariyati jadi nang. Bây giờ nó là như thế nào? Palawa paccayatta bawang. Đó là cái tình trạng mà gọi là duyên chính yếu mà cho cái sự chứng đạt nhờ vào paccayatti vân vân, paccayatti ya đó, arinang hả?
nhờ vào cái pariyatti và pariyatti. Chúng ta hồi nãy có năm nguyên nhân đúng không? Thì đây là cái điều kiện chính yếu cho cái sự chứng đạt nhờ vào pariyatti cũng như atitta vân vân đấy. Thì bước ba yoga sanya panna pariyatto rasento. Tức là khi trình bày về cái gì? Panna pariyattang, tức là cái sự hoặc như là cái tình trạng sự hoặc như cái sự hoặc như cái tình trạng hay cái tình trạng điều kiện chắc yếu. À, chúng ta vào cái tình trạng chính yếu của cái việc tu tập trước đó cho nên mới được gọi là pariyatti savana pariguccha vị tiếp. Chưa cái gì để suy nghĩ này cơ đã nhỉ? Sự tu tập trước đó là cái điều kiện chính yếu cho sự chứng đạt. Có hoặc không có. Tức là không vô tiếng rồi. Như vậy là đó là điều kiện chính yếu cho sự đối với cái sự phân, đối với sự phân loại. Hoặc là không phải. Hồi nãy xưa mới nói cái đó là cái gì? Quên rồi. Cái này này hồ tí nó hồ tí đó cái đoạn đó đó chị gõ đây có à. Không giống như vậy không, trước đó luôn đọc hết cái đoạn đó cho xin sự sự tu tập đời trước là điều kiện chính yếu cho sự chứng đắc có hay không sự phân tích như vậy giống như ba cái kia là chính rồi vậy là hỏi cái bút bá vô vô này có phải là điều kiện chính hay không? Không là có nhưng mà không phải cũng là như vậy. Như vậy là cái vị trí là chúng ta dùng là ba bề đắc xá ha, tức là đối với hoặc như là trong sự phân loại hoặc như về sự phân loại ha. Ví dụ vị trí này này etesu karane karane su ha, tức là cái gì đối với hoặc như là về việc phân loại thì ba cái lý do này là trọng yếu, tức là pariyatti savana pariguccha trong năm loại đó, rồi cái sự tu tập trước đó là cái duyên chính yếu cho cái sự chứng đạt. Về cái sự phân loại đó thì cái sự tu tập trước đó có thể hoặc không thể là điều kiện chính yếu cho sự chứng đạt hay không. Chúng ta có thể dùng như vậy ha, là có thể nhưng mà không phải giống như vậy. Chúng ta dịch như vậy ha. Rồi như vậy nè, Pabirasa tức là về sự phân loại thì sự tu tập trước đó đó có thể hoặc không thể là điều kiện chính yếu cho sự chứng đạt hay không. Có thể nhưng mà không giống như vậy. Có thể nhưng không giống như vậy nha. Có thể nhưng không giống như vậy. Rồi ở đây giải thích tức là cái gì? Là cái điều kiện chính yếu cho sự chứng đạt nào thì không có nghĩa là giống như vậy. Tức là nó mang nghĩa rằng tức là đối với cái sự phân loại đó thì cái duyên nào chánh yếu mà dẫn đến sự chứng đạt đó, thì nó không phải thuộc về cái đó, đúng không? Dựa vào cái là Mulatika này, nó không thuộc về cái đó. À, thôi có nghĩa là nghĩa đó, có ý nghĩa. Napana tatha ha, tức là nhưng không phải giống như vậy, có nghĩa rằng tức là duyên chánh yếu cho sự chứng đạt, duyên chánh yếu cho sự chứng đạt giống hay nó gọi gì cái yếu tố mà chánh yếu dẫn đến sự chứng đạt nó không phải là nó không phải là cái do cái búp bê yoga này.
Pariyati Savana Parikuchyahi. Thật vậy ha. Ba cái khía cạnh trên này. Pariyati Savana Parikuchyahi. Khôn tí ha. Nó sẽ là khôn tú. Mà lẫn cách ha. Ngôi thứ ba số nhiều. Để có trích đó hoặc là không. Có thể có trước đó hoặc là không. Tức là ám chỉ là ba cái lý do này này. Nó có thể khởi sanh trước đó được hay không? Thì ở đây mới giải thích rằng tức là Patisamvida đó thì không có hả? Tức là không có Patisamvida. Với cái sự tu tập trước đó thì không thể nào có Patisamvida trước đó hoặc ngay khi người ta ra hiếp. Ngay khi mà cái gì quán xét về các hành này tức là các pháp hữu vi đó hành. Như vậy là bút bá yoga tức là gì, tức là sự tu tập trước đó, mà sự tu tập trước đó đó là không phải là cái giai đoạn gọi là chánh yếu mà để dẫn đến sự giải thoát, và cũng ngay cái lúc mà gọi là tu tập trước đó đó nó cũng chưa, vì rằng tu tập trước đó mà phải đạt đến cái gì, đạt đến gọi là cái trí nào nhỉ? Còn nếu mà tu tập trước đó nhưng mà chưa đạt đến trí đó thì Patisamvida không khởi sanh được nè. Ở đây tức là khi mà gọi là phân biệt xong á, sau đó nhanh, tức là khi mà phân biệt hoặc thấu triệt về các hành ha, ngay trước đó hoặc như hiện tại. Rồi kế tiếp nữa là cái gì, imebana duyebi ekato utoa. Ý mê tức là chủ từ đi hả? Hú toa, e ca tô. E ca tô chúng ta dùng theo nghĩa tức là cùng với ha, gặp lại đó. Ý mê đuê tức là hai cái này. Như là hai yếu tố này. Hai yếu tố này tức là hai yếu tố nào? Tức là bất bái yoga và adigama nha. Adigamo đó, hai yếu tố này đó. Thì nó được gặp lại. Nó được gặp lại ha. E ca tô, hú toa, together. Patisamvida upatthambetva. Upatthambetva nghĩa là cái gì? Hỗ trợ. Nó, sau khi hai cái này nó gộp lại tức là cái việc mà tu tập trước đó cũng như cái sáng đạt nên mới gọi cho Patisamvida được hiển lộ. Như vậy đơn lẽ bất bá vô không á, thì cũng chắc là có thể có Patisamvida bất giới không nha, nhưng mà Adigamo thì chắc chắn, đúng không? Adigamo chắc chắn, cho nên khi mà đề cập đến hai khía cạnh này, hai khía cạnh đó là không có chánh yếu, tức là không có gì xin lỗi hồi nãy là sử dụng toàn là bá la quá là cái gì đó. Mạnh trên yếu đúng rồi, lấy sử dụng ná hay là bá la quá, khi mà ví dụ đề cập về các loại tuệ như vậy là nhà ná đó, thì nó có thể khởi sạc. Ví dụ như là giai đoạn mà gọi là nó còn non yếu, taruna. Còn khi mà nó phát triển một cách vững mạnh, strong này, yeah. Thì lúc đó nó là balawa hả? À, như vậy chúng ta dùng cái nghĩa là cái điều kiện chánh yếu đúng rồi đấy. Sương là chỉ trọng, yếu đều như một hết, yeah. Không có Patisamvida mang nghĩa rằng Adipayo tức là không có đạt đến Patisamvida, đúng rồi. Đây này, thì với cái việc mà gọi là tu thì không thể nào có cái sự mở, không thể nào đạt được Patisamvida ngoại trừ cái việc mà gọi là thấu triệt được các hành trước đó hoặc như là ngay lúc đó luôn, ngay lúc mà quán chiếu luôn. Thì đây giải thích tức là cái gì? Là ở đây đó là không có đạt đến được Patisamvida. Patisamvida cộng với Adigamo nhỉ? Thì đã đi dòng phương tâm hồ tiết tăng các sinh thuật về phát nạn. Cái này không quan trọng. Bút bá yoga đi các bạn. Tức là hai cái loại này, bút bá yoga và adigama nè. Thật vậy, hai cái loại này
quý sada karana, tức là đây là hai cái lý do làm hiển lộ, hai cái lý do hiển lộ quý sada, hai lý do rõ ràng. À, như vậy đây là hai cái lý do mà rõ ràng hỗ trợ lẫn nhau nha. Ừ, rồi. Rồi, như vậy chúng ta trở lại cái Atthakatha. À, xin lỗi, xong rồi đúng không? Xong rồi, xong rồi. Chúng ta trở lại cái gì? Patisabhidhammaka Atthakatha. Ôi, mừng quá. Như vậy là chỉ có cái Abhinamo một cái thôi thì vẫn phát sinh được cái trí phân tích, còn một cái là một cái yoga thì không được. Chưa chắc, chưa chắc. Chắc, chưa chắc. Chưa chắc, chưa chắc. Dạ, chưa chắc. Về cái chỗ lắp trí mình chưa luôn, dạ. Để sư dạy hiểm tiếp nữa. Con hiểu về là nếu mà có cái sự tu tập trước đó rồi, nhưng mà đời này chỉ có tu tập đề một thôi thì cũng không có đủ được. Nó còn cái Agata, Agata năng này. Agata năng này này. Nhưng mà cái nghĩa của nó là gì? Agachati thôi là khi mà đối với, nhưng mà nó lại chia cùng cái Patisabhidha Magga, tức là khi mà đối với Patisabhidha Magga được hiện lộ rõ ràng trở lại thì không có bên trong đối với vị hành giả mà đã tu tập trước đó. Nó là cái gì vậy? Cho nên là chỗ này là vẫn cái từ Agata đang ha. Cho nên là chưa có rõ cái này. Rồi chúng ta kế tiếp đi dạ. Rồi qua bên Patisabhidha Magga Atthakatha ha. Như vậy là chúng ta xong cái đoạn này rồi đúng không? Rồi Atho hết luôn rồi đúng không? Cái đâm mô này cũng xong luôn rồi đúng không? Cái Atho và đâm mô này giải thích y chang giống như trong quý băng giá đó. Các vị còn nhớ không? Khi mà sư đọc trong quý băng giá là các vị đã đấy rồi đây này. Rồi dường như là nó lạ lẫm đến như vậy à. Đây đâm mô đây này. Ở đây Atho là sang kia, bô là he tu pha lăng là tâm khí nè. Để đây nè, tanh hi yasma hi tu anusare y chang luôn. Trời ơi sao lạ lẫm dữ vậy. Đúng không? Dhammo là sankhya, pato là paccayo nè, là yếu tố gì? Khi mà nói một cách, khi mà nói một cách gọi là tổng quát đó, thì tức là cái gì? Cái dhammo mang nghĩa là tức là cái điều kiện. Cái điều kiện hoặc là cái nhân đó, hoặc còn attho mang nghĩa là tức là cái gì? Cái kết quả của nhân đó. Hiểu không? Thì bên cái phần mà quý văn gác Atthakatha này thì Atho thì mang nghĩa rằng gì? Hê tu pha lăng mà đâm mô ta sang kia bố bách chí vô y chang luôn vậy? Đúng không? Chờ được sự đồng ý. Patisabhidha Magga Atthakatha. Dạ. Dạ, vị nào nói? Vị nào hỏi cái gì ạ? À? Vị nào trong Zoom hỏi cái gì ạ? Dạ không, ý con nói là thấy cái đoạn mà sư vừa nói trong cái Atthakatha Dhammo Patisabhidha. Dạ rồi, chờ mừng chờ. Rồi kế tiếp. Ayamme wahi attho abhidhamme. Tức là khi mà đang đề cập về cái cảnh tức là attho và dhammo đó, sau khi mình giải thích rồi mới đề cập thêm là gì? Thật vậy ha, cái ý nghĩa đó này. Anh dặn áp hồ tức là ý nghĩa này ha, abhidhamme ha, tổng từ sẽ được hiểu ngầm trong đây ha, tức là có ha, hồ tí ở đây tức là có cái ý nghĩa này được trình bày trong abhidhamma, đặc biệt là trong bộ quý văn đó ha, bản 79-725 ha, 79-725 rồi, 79-725 đó, 79-75 là chúng ta ha, chắc có phần chính văn đây để mời cho các vị coi. Đây, hôm bữa là chúng ta nói là cái phần chính văn quý văn giáp là 78 đúng không? Là 78 là đi từ hôm bữa tới giờ. Bây giờ mới qua 79 này và 75 nữa là đi thêm mấy ngày nữa. Dạ. Yeah.
Các vị hoan hỷ tại vì tức là phải mở nhiều cái mà trong một cái máy cho nên là mở qua mở lại cho nên nó có đôi khi làm hơi rối cho các vị. Nhưng mà chỗ nào mà các vị không ấy được các vị hãy nói. Để sẽ biết sẽ làm chậm lại cho các vị dễ hình dung được. Rồi bây giờ chúng ta coi ra này đoạn 719 ha. Chúng ta coi đoạn 719 trong chánh văn cũng được, trong chánh văn quý văn giá cũng được, hoặc như là coi cái phần chú thích đây này. Cái chú thích của Patisamvidamakkha đó, người ta chỉ chú thích nhỏ thôi cho mình thôi. Ví dụ là Dukkhayanang Attha Patisamvida Dukkhasamudayayana Dhamma Patisamvida Dukkhanirodhayanang Attha Patisamvida Dukkhanirodhagamini Dukkhanirodhagaminiya Patipadayayanang Dhamma Patisamvida Hetum Hinyanang Dhamma Patisamvida Hetu Phalayanang Attha Patisamvida. Được chưa? Mà nghĩ rằng là cái gì? Mà nghĩ rằng là cái gì? Trí mà về khổ đó hả? Dukkhayanang trí trong cái sự khổ như vậy đó được gọi là Attha Patisamvida, tức là trí phân tích về nghĩa. Dukkhasamudaya tức là trí về cái tập đế, tức là nhân sanh khổ đó, thì được gọi là Dhamma Patisamvida, tức là trí phân tích về pháp. Hồi nãy trên cái cảnh tôi chúng ta Attha có nghĩa là gì? Attha có nghĩa là gì? Attha là nhân. Trong cái phần định nghĩa như này này, Attha có nghĩa là gì? Hetu phalang. Xin lỗi, là quả. Là quả, Attha là quả ha. Tức là hetu phalang là quả. Thì ở đây tức là cái gì? Khổ ở đây tức là gì? Là do tham ái, tức là tập đế tạo ra cho nó là quả ha. Tức là trí mà tường tận hiểu rõ. Parinya giá ha, tức là Parijanati đó, tức là liệu tri biết rõ, biết thấu triệt về những khía cạnh, tức là 11 khía cạnh của Đức khá ha. Thì có đó được gọi là Attha Patisamvida, tức là trí phân tích về quả hay như về nghĩa đó ha. Rồi còn Đức khá Samudaya tức là trí mà hiểu rõ được tường tận cái nhân mà phải sanh, tức án chỉ là tham ái, được phân loại là 3 loại, 6 loại, 18 loại, 36 loại, 108 loại vân vân ha. Thì đều được gọi là tập đế ha, hay được gọi là quả ha, hay được gọi là trí phân tích về pháp. Rồi Dukkhanirodhayanang Attha Patisamvida tức là trí phân, tức là trí mà về cái sự mà diệt đế đây anh chị là gì? Đúng rồi, niết bàn đó, tức là đối tượng của đạo và quả ha, thì được gọi là Attha Patisamvida theo nghĩa tức là cái gì? Là cái kết quả mà không phải là quả mà dẫn đến, không phải là quả là cái kết quả mà do theo cái khía cạnh tức là nhân quả ha, mà đây tức là cái hệ quả mà dẫn đến từ cái việc mà gọi là patipadaya ha, tức là dukkha nirodha gamini gamaniya patipadaya nhà năng, tức là trí về ha, hoặc như là trong cũng được, trí về. Thì patipadaya là do từ nữ tính ha, mà nữ tính như vậy là từ cách thứ ba đến cách thứ bảy chúng ta đều chỉ ai giá được hết nha. Trí về hoặc như trí đối với cái con đường hoặc như là cái phương pháp. Gamini ha, con đường và phương pháp dẫn đến cái sự đoạn diệt khổ đó thì được gọi là Dhamma Patisamvida, trí phân tích về pháp, là nghĩa là nhân ha, tức là do cái sự thực hành, tức là trí hiểu rõ về bát thánh đạo vậy, là cái yếu tố, là cái nhân chính yếu vậy, để dẫn đến cái niết bàn, tức là đối tượng của đạo và quả. Đấy. Thì hê tâm hí nha năng ha, tức là trí trong nhân ha, thì được gọi là Dhamma Patisamvida. Mà trí cái gì? Trí trong quả thì được gọi là Attha Patisamvida. Viết đi, chuẩn bị vô nữa đây. Attha Patisamvida. Nguyên cái đoạn phía trên này là gặp của gì? Đà dâm hà đầm mà tiền đầm mà cha ta bù ta sân cha sân cha ta nít ba ta áp nít ba ta ba tụ ba ta tiền số đầm nghe số nhà là đầm mà bị sa bida. Như vậy chúng ta cũng lỗi hai cái từ gì? Attha Patisamvida mà về cái gì? Y mê su đầm mê su nhà tức là trí về các pháp này, đúng không? Trí về các pháp này, mà các pháp này là cái gì? Yedama tức là
những cái pháp nào? Cha nè, cha ta tức là cái quá khứ phân tử ha, ừ, tức là sự sanh nè, bù tá tức là sự có mặt, sự hiệu cũng là quá khứ phân tử, được sử dụng như là chủ từ chia theo chủ cách ha, tức là các pháp nào mà nó sanh ra, nó hiển khởi, sanh cha ta tức là nó phát sanh, nipata tức là nó hiện có, apinipata tức là nó có mặt, ba bú ba ta cũng là sự hiện có luôn. Một loạt tức là cái gì? Mang nghĩa rằng tức là những pháp nào mà ở đây chia cùng cách với lại cái Dhamma nha, những pháp nào đã sanh, đã có mặt, đã hiện hữu, đã xuất hiện, đã phát khởi, thì những thì trí mà về những pháp đó được gọi là Atthapattisamiddha. Ừ. Rồi ở đây chúng ta là Dhamma Dhamma, tức là từ những pháp nào, từ những pháp nào mà pháp này đó là khởi sanh, hiện có mặt, xuất hiện, vân vân, thì trí mà về trong những cái pháp mà gọi là mới được sanh mà từ do cái pháp đó đó, thì cái đó được gọi là Dhamma Pachisamiddha. Cái cách này là cách trình bày về cái gì hả? Đúng rồi, về nhân sanh, tức là nó khởi sanh từ cái nào hoặc từ pháp nào mà khiến cho cái pháp này khởi sanh. Dhamma Dhamma tức là từ những pháp nào mà khiến cho những cái pháp này khởi sanh có mặt đó, thì được gọi là Dhamma Pachisamiddha. Chúng ta có lưu ý là Dhamma thì đồng nghĩa với cái gì? Hệ tu, đúng không? Còn mà Artha đồng nghĩa với cái gì? Hệ tu phala, hệ tu phala là quả nhân nhỉ? Quả nhân. Rồi chúng ta coi trong cái phần mà này, này có phần chánh văn nha, quý văn giá ở đây đó, quý văn giá là cũng lặp lại cái đoạn mà 751 này, như là chúng ta làm xong 3 đoạn rồi đó, chú giải thì sẽ sau rồi, cũng không có gì cả. Rồi chúng ta quay ngược lại đây đi, kế tiếp là cha ra ở đây sẽ là cái gì? Cha ra marane nha năng athapati samvida, cha ra marane, cha ra tức là gì? Sự già. Marane tức là sự chết, tức là trí mà về cái sự già và sự chết thì được gọi là athapati samvida, tức là trí về quả nha. Trí mà gọi là cha ra marana samudaya, trí mà trong cái nhân mà khởi sanh cái việc mà già và chết này, thì đó được gọi là Dhamma Pachisamiddha, tức là trí về nhân nha. Do đâu mà có già và chết? Do có sanh, do còn có sanh nhưng không có già và chết. Rồi trí mà về cái gì? Trí mà về cái sự mà đoạn gì của già và chết này thì được gọi là quả ha, Dhamma Pachisamiddha. Đoạn gì hoàn toàn già và chết thì đồng nghĩa là cái gì? Tức là cái gì? Tức là Kilesa Nibbana đó, tức là phiền não Niết Bàn, hoặc như là ngũ uẩn Niết Bàn luôn. Tại vì ngay cái khi mà gọi là Kilesa Nibbana đó là sanh và chết cũng đã diệt rồi ha. Sanh và chết theo khái niệm thông thường đó ha. Chứ còn khi mình nói là cái tiến trình một cái giai đoạn mà sanh và diệt của từng sát na, nama và rupa đó, thì cái đó không phải nha. Ở đây chúng ta nói là sự già và sự chết theo cái khái niệm thông thường thôi. Sự chết, sự già nua, sự răng rụng vân vân, hoặc như là sự chết là sự biến mất, sự hủy hoại các giác quan vân vân. Thì như vậy khi nào mà gọi là chấm dứt niro đây, tức là trong cái sự mà chấm dứt hoàn toàn đối với cái sự già và chết đó, thì đồng nghĩa rằng là cái gì là quả. Mà cái con đường mà phương cách mà dẫn đến cái sự đoạn diệt hoàn toàn già và chết này thì đó được gọi là nhân. Cha ra là một từ, marana là một từ, niroda là một từ, gamidiya là một từ. Cha ra là sự già, marana sự chết, niroda là sự đoạn diệt già và chết. Gamini tức là nữ tính, là gamidiya. Chỉ còn cách patipada nha, nó là tính từ, nó chỉ còn cách patipada. Patipada là danh từ nữ tính nha.
mà khi mà đề cập về Patichasamutpada, Patichasamutpada có nghĩa là gì? Số ba đá có nghĩa là gì? Sự khởi sanh hả? Sự khởi sanh nhờ các điều kiện hả? Duyên khởi đó à? Duyên khởi là dịch khá đúng đó à? Thì sau cái mà chá ra rồi bắt đầu đúng không? Thì chúng ta sẽ tới là cái gì? Chúng ta có là cha tiết à. Tại vì bát tiết chá số ba đá tức là cái gì? Chúng ta đi ngược lên cũng được. Đi ngược lên là bát tiết lô má nha. Nếu mà đi xuôi ta ăn uống lô má. Nếu đi xuôi tức là gì? Cho vô minh, cho nên mới có hành. Cho hành cho nên mới có thức hành. Còn nếu mà đi ngược là bát tiết lô má tức là học đi xuôi tức là gì? Hành có mặt do vô minh. Hành có mặt do vô minh hành. Tức là đi xuôi. Còn nếu mà đi đi ngược đó, tức là vô minh là nhân sanh ra hành. Tức là nhân trở thôi. Ở đây tức là đi ngược về này này. Tức là cha pi gia nha năng ha. Tức là trí mà biết rõ về cái sự gì? Hết già rồi, cha tí là sanh, sanh. Sanh rồi bắt đầu tới hữu ha, bác quá là hữu nè. Rồi upadana tức là thủ nè, tanh ha. Là ái đi ngược lên dạ, vedana thọ. Rồi thassa tức là xúc, salayatana tức là xấu. Xấu xứ đó. Namarupa tức là tâm vật chất nè, tâm lý vật chất. Rồi vinyana tức là thức, và sankhara tức là hành. Rồi, tới hành đúng không? Cái hành đây. Rồi kế tiếp là cái gì? Cái đoạn 6 ở đây. Đoạn 6. Chúng ta liếc qua cái chú giải cơ ha. Rồi chúng ta phải đi hơi nhiều rồi. Liếc qua cái đi nhờ. Đi nước ở đây tức là Apakatha đây này. Cái này là của cái gì nè? À, giống mình này, giống mình này. Cái này là Apakatha này. Các tất cả thờ ở đây đó chúng ta coi. Rồi đây, đoạn 7-19. Chà, nhiều nha. 7-19 xuống 7-25 luôn à. Như vậy rồi từ 7-19 đến 7-24 luôn ha. Đều được gặp chung cái đoạn này hết. Như vậy chúng ta coi luôn ha. Coi luôn cho cái phần kia cho nó hết luôn. 7-23 rồi bây giờ tới 7-24 nè. 7-24 thì chúng ta ngược về bên đây. Ngược về bên đây. Có phải đúng không? Rồi chúng ta chính xác rồi đây. Rồi ở đây ý đã biết khu đâm mà cha na tí nè. Tức là ở đây vị tỳ kheo cha na tí là biết về pháp, biết về pháp. Tức là biết về cái cảnh gì? Tức là chính cái yếu tố, là chính cái thể loại nè, chính cái thể loại giáo pháp. Thể loại đây nó được phân loại ra đó, được phân loại ra. Ví dụ xuất tác, các anh chị tức là những bài kinh, kinh dài ha. Vị tỳ kheo ở đây vị tỳ kheo biết về pháp. Ở đây vị tỳ kheo biết về pháp. Xuất phát tức là anh chỉ là những bài kinh nè. Bài kinh ở đây tức là phần văn xuôi nha, mà gây giá tức là cái gì? Tức là kết hợp giữa văn xuôi và kẻ ngôn gây giá. Chứ mà để cho các vị mà khế kinh ứng tụng ký thuyết kẻ ngôn cảm hứng ngữ như thiện thuyết rồi cái bổn sanh rồi bị ăn hủ là phương quản thì các vị nghe các vị rối luôn. Dạ đúng rồi, cái thể loại đó kết hợp giữa văn xuôi và kẻ ngôn, là văn xuôi và thơ đó. Ứng tụng khế kinh là ứng tụng. Số tá là khế kinh nhỉ? Thì chữ kinh là được rồi, chữ kinh thôi được rồi, chữ khế nữa. Nó hai chữ nó hay đó, tiếng Hán đó. Khế là gì? Wow. Không biết nghe cho chắc thì chứ nói bậy không biết nữa.
Chữ khế nó có nghĩa là chữ tích hợp thôi, mà nó là động từ nha. Mà phải biết cái chữ Hán nó che nó đúng đó. Dạ đúng rồi. Thì chúng ta nếu mà dùng cái từ mà hợp tích hợp thì chúng ta dùng theo cái bổ mà bổ khế nha. Bổ khế, bổ tiết, bổ khiết, bổ khớp. Thì nó mang nghĩa là đó là gì? Hợp hoặc tích hợp. Bây giờ tương khế. Rồi nếu mà dùng danh từ có nghĩa là gì? Là văn tự được khắc trên mai rùa. Ví dụ là giáp cốt văn, quy giáp văn tự, khế văn đó. Khế văn đó là kinh điển khắc trên mai rùa theo người Trung Quốc ha đây. Tháng Việt nó Việt tại rồi chúng ta bỏ khế đi ha, chúng ta kinh ra được rồi. Gây giá tức là cái phần mà gọi là kết hợp giữa văn xuôi và văn vần. Vajrayana tức là cái gì? Đúng rồi, giải thích tường giải ha. Vajrayana còn có nghĩa là gì? Văn phạm. Vajrayana, Vajrayana đó. Vajrayana nó bằng như gì? Vajrayana, Vajrayana. Vajrayana là cái gì biết không? Biết không? Rồi ga thăng có nghĩa là gì? Ga thăng. Anh nghĩ là thơ hoặc là kệ ngôn à. Udana tức là gì? Ude tiếng nghĩa là phát ra, thốt ra. Udana tức là tự thốt ra, tức là sự thốt ra, sự phát ra. Ngày thì ngày dùng cái là cảm hứng ngữ đó, theo mà con Nam truyền lại tăng kích đó. Không, cảm hứng ngữ là đúng phát ra xuất khẩu nào cảm hứng ngữ là lại thốt ra. Rồi ý tí vút tất cá. Vút tất cá ta là tưởng được. Tưởng nó từ vút cho tí hả? Ta là sự nói ra như vậy. Sự nói ra giống như vậy. Gia tất cá ở đây tức là từ cái động từ. Gia tá là gì? Gia tá là sự là tính từ nha. Là đã sanh đó. Mà gia tất cá tính từ luôn. Tức là những câu chuyện mà kể về vấn đề gọi là tái sanh. Abhuta dhammang. Abhuta tức là quá khứ phân từ của động từ. Tức là abhuta là quá khứ phân từ của động từ. Apavati hả? Ta nghĩa rằng đó là thù diệu, vi diệu, lạ thường. Tức là những cái pháp mà gọi là vi diệu ha. Ví dụ của tôn giả Ananda vân vân. Hả? Abhuta là vi diệu, thù diệu. Như thị ngã văn. Rồi. Quê đó là hát. Quê đó là hát thường hay được gọi là phương quảng đó. Hiểu phương quảng không? Ở đây quê đanh lá tức là từ cái gì? Từ là quê đá hả? Vê đá, vê đá đó. À, vê đá. Mà vê đá còn có nghĩa là cái gì? Thông minh. À. Nó
Không, cái từ này chúng ta đừng có tách ra nó cái nghĩa kỳ lắm vậy. Tức là thể loại là quê đánh lá này. Rồi ai dân với cha tí. Ai dân với ta, ai dân với cha tí đâm ba bên. Ra tức là vị tỳ kheo biết rõ về những lời dạy của Đức, tất cả toàn những cái lời dạy của Đức Thế Tôn được phân ra là chín cái thể loại như vậy ha. Ừ. Thì việc đó rành rẽ tương tận như vậy đó thì được gọi là Dhammapatisamvida, tức là hiểu về gì? Về nguyên nhân, về quả. Về quả. Rồi kế tiếp tức là Sotasatasewa batisakathangya na tiếng ayang imasabas basita saat ho ayang imasabasita akho ti ayang bucati athapatisamvida. Nó nghĩa là cái gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là xô ha, vị ấy như thế nào? Hiểu về ý nghĩa của cái lời nói nào? Đối với những lời nói nào mà vị ấy hiểu được về nghĩa rằng đó là á văn, đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này, thì khi mà vị đó hiểu được nghĩa của lời nói đó thì được gọi là Atapitasabira, tức là hiểu về nhân. Cái nhân là tâm á, cái nhân là tâm á, cái quả này là à. Còn sau khi mà nắm tường tận, biết được như vậy rồi, rất là hiểu tường tận về ý nghĩa, thì nó được gọi là kết quả, cần phải thẩm thấu ha. Thì cái đó là cho cái khía cạnh đó là 42. Ủa? 19. Ủa sao nó qua tới bên đây rồi? À, 724. Dạ, 723. Dạ, 723 nha. À, 724. Dạ, đúng rồi, 724. Rồi. Như vậy bắt đầu tới chúng ta tới 725 không? Con có một chú dạy của 724. 719 à. Gặp chung trong cái phần này luôn. Hơi dài tí xíu nha. Bây giờ cũng đã hết giờ rồi nha. 3:37 rồi. Thì chúng ta tạm nghỉ tại đây đi. Rồi sau chúng ta sẽ đi vào trong cái phần chú dạy về cái cảnh này. Rồi chúng ta hồi hướng ha. Buồn. Because it's like